4 ngày không có ca nhiễm mới nói lên điều gì? Sáng ngày 20 tháng 4, cả nước tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới, giữ nguyên con số 268 cách đây 4 ngày, đồng thời mỗi ngày nhiều người tiếp tục được công bố khỏi bệnh. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế nhận định. Việc nhiều ngày vừa qua chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới là tín hiệu khả quan nhưng khó dự đoán. Thứ nhất, chúng ta tiến hành ngăn chặn dịch ở nước ngoài nhập vào Việt Nam. Tất cả trường hợp nhập cảnh được phát hiện và cách ly. Những ngày gần đây không ghi nhận ca mắc mới trong nhóm này. Điều đó chứng tỏ chúng ta đã ngăn chặn dịch từ nước ngoài xâm nhập vào nước ta thành công. Thứ hai, trong tình hình hiện nay đang có dịch lây lan trong cộng đồng, các ổ dịch, đặc biệt là một số ổ dịch lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Ba Bút Tha, gần đây là Hà Lôi, đều đã được khống chế. Thời gian qua không ghi nhận ca mới từ những ổ dịch này. Cuối cùng tôi thấy đặc biệt hơn cả là chúng ta không phát hiện được ổ dịch mới trong cộng đồng. Đó là những tín hiệu khả quan. Ngoài chống dịch, ngăn chặn, khoanh vùng, giãn cách xã hội đã đem lại hiệu quả đó. Thực tế các nước không giãn cách xã hội đã bùng phát mạnh. Bao nhiêu ngày không có ca nhiễm mới thì mới hết dịch? Trả lời với báo Zin, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu nhận định, đây là điều khó nói. Đối với các ổ dịch như Ba Bút Tha, Bệnh viện Bạch Mai, Hạ Lôi, trước đây là Sơn Lôi, khi tiến hành phong tỏa, nghĩa là chúng ta thực hiện tất cả các biện pháp chống dịch, làm sao cách ly được người mang mầm bệnh với người lành triệt để, đồng thời quản lý và đưa các trường hợp dương tính đi cách ly. Sau thời gian 28 ngày, chúng ta có thể biết các ổ dịch được khống chế hoàn toàn hay chưa. Nhưng với quy mô một tỉnh, thành phố, thậm chí cả nước, để cắt được sự lây lan này là rất khó, không thể ngăn chặn 100%. Trong cộng đồng, nhiều người có mầm bệnh nhưng không thực hiện giãn cách xã hội, tiếp tục có tiếp xúc, từ đó lây lan dịch bệnh. Do đó, không thể nói được sự lây lan trong cộng đồng là hết hay chưa, kể cả sau 4 ngày hoặc nhiều ngày không có ca mắc. Chúng ta chỉ làm sao hạn chế sự thấp nhất, sự lây lan trong cộng đồng để dịch không bùng lớn. Sắp tới có thể có những ổ dịch nhỏ, chúng ta cần cố gắng khống chế được, không để đốm lửa bùng thành đám lửa lớn. Đó là thành công lớn nhất của nước ta trong giãn cách xã hội. Như vậy 4 ngày không có ca nhiễm mới là tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng chưa thể khẳng định là dịch đã qua đi. Mỗi người chúng ta cần tuân thủ quy định giãn cách xã hội vì sức khỏe gia đình và xã hội. Đồ án của tao đâu?